Ok rồi, dạ xin các bạn. Thì khi bạn có nhu cầu nâng cấp PC hay là laptop của mình á, thì một trong những món linh kiện bạn cần phải quan tâm hàng đầu đó chính là về cái ổ SSD. Thì bạn cũng biết là SSD là một cái phụ kiện giúp bạn có thể cải thiện về tốc độ truy xuất dữ liệu, cũng như là cải thiện về cái việc mà khởi chạy Windows nè, hay là mình có thể khởi chạy ứng dụng mình thường dùng, thậm chí là những game nặng nó sẽ nhanh hơn. Thì ngày hôm nay trong cái video này, mình sẽ trên tay cho bạn xem một cái OSD đến thương hiệu là Corsair, nó là MB510. Thì hiện tại mình có tham khảo giá bán thì cái giá của cái ổ SSD này sẽ khoảng là 7.890.000. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn là trên tay và trải nghiệm thử xem coi là cái ổ SSD này nó sẽ đặc biệt và hấp dẫn như thế nào. Thì mình thấy là về thiết kế phối hợp đó, rất là đơn giản, mình sẽ có kích thước nhỏ gọn nè và một cái tông màu đen vàng đặc trưng của Corsair. Mặt trước sẽ là tên thương hiệu nè, là sản phẩm đây, và tên của sản phẩm đó là MB510. Thì nó sẽ dùng cái chuẩn kỹ thuật là NVMe PCIe Gen 3 và cái cổng 12. Thì ngoài ra thì hãng cũng cả công bố luôn là về cái tốc độ lý thuyết ha, thì nó sẽ có tốc độ gọi là đọc là 3480 trên giây, và tốc độ ghi sẽ là 3000 m trên giây, cũng như là tốc độ gọi là ngẫu nhiên thì nó sẽ có con số đây, và đây dung lượng là 960 GB, một con số rất là lớn ha. Bạn có thể tha hồ gọi là lưu trữ ứng dụng nặng hay là những game nặng gì đó, nó sẽ giúp bạn có thể là chơi tốt hơn. Thì đó là về cái phối hợp. Còn đây chính là nhân vật mình muốn nói tới đó, đây chính là cái SSD mà nó có thước nhỏ gọn như là một cái tép xingum ha. Thì thực ra thì SSD thì kích thước của nó thì nó vẫn không khác gì những cái ổ SSD khác thôi đó. Rồi thì đó là sơ bộ về cái ổ SSD ha. Thì để chúng ta xem coi là cái tốc độ đọc ghi của cái SSD á nó sẽ nhanh như thế nào á, thì mình ở đây ha, mình sẽ gắn nó vào cái laptop của mình để kiểm tra. Thì mình đang có cái chiếc ASUS Aususka. Bây giờ mình sẽ tháo cái ổ SSD có sẵn trong máy và mình sẽ gắn cái ổ của Corsair vào để kiểm tra xem coi là nó sẽ cải thiện ra sao. Thì cái ổ này thì nó sẽ không nhanh bằng rồi. Đó, bây giờ mình sẽ có chúng ta có cái khe M2 SSD đây, bây giờ mình sẽ tháo ra. Thì sau khi mình đã gắn cái ổ SSD này vào cái laptop của mình rồi, thì bây giờ mình sẽ cần gọi là mở một cái công cụ để mà kiểm tra về cái thông tin. Thì ở đây mình đang dùng cái công cụ đó là CrystalDesk Info, một cái công cụ rất là quen thuộc rồi. Thì ở đây mình sẽ cần gọi là mình zoom lên đó cho bạn xem về cái thông số ha. Thì đây là cái thông số của cái ổ HDD có sẵn trong máy, nhưng mà là không hiểu sao nó lại là ổ C, còn cái ổ mà SSD của Corsair thì là mình ổ D như này đó. Thì mình thấy là đây là cái thông tin của cái ổ SSD của Corsair, đó là MB510 960 GB, và đây là cái chuẩn kết nối của cái ổ SSD này. Thì đó là về cái thông số kỹ thuật. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra bằng cách là mình sẽ dùng một cái công cụ tương tự, đó là CrystalDesk Mark, để mình đánh giá xem coi là cái tốc độ của nó như thế nào. Thì ở đây mình sẽ chọn cái ổ D là cái ổ mà nó có chứa cái ổ SSD ha, mình không biết tại sao là nhận là ổ C nữa. Rồi đây là ổ D, bây giờ mình sẽ ngành gọi là nhấn vào đây để mà kiểm tra tốc độ. Ok, như vậy mình đã gọi là xong rồi ha. Thì công cụ nó đã thống kê được cho mình cái kết quả như là cái video bạn đang xem trong cái clip này, đó là thông số đo được trên cái ổ SSD của cột xe. Ok rồi, tiếp theo mình sẽ trình diễn cho bạn xem về cái khả năng gọi là khởi động Windows khi mà mình tính từ lúc mình bấm cái nút cuộn này, để xem coi là nó sẽ mất bao lâu ha. Thì ở đây mình cũng đã có một cái điện thoại, ở đây mình sẽ bật cái bấm giờ lên. Bây giờ mình sẽ thành là bấm cùng lúc cả hai thử xem ha, 1 2 3. Đó, thấy là đồng hồ đã nhảy ha, mình sẽ chờ xem coi là mất bao lâu đây. Đó, cũng khá là hồi hộp. Rồi, như vậy thôi, rõ ràng là nó sẽ mất khoảng hơn 9 giây tính từ lúc mình nhấn nút nguồn để mà vào thẳng cái Windows. Thì đó là cái thời gian mà mình sẽ khởi chạy. Bây giờ mình sẽ thử tắt xem coi là nó sẽ mất bao lâu đây. Rồi, tắt thử ha, xích đạo nè. Đây, mình thấy không? Nó rất là nhanh luôn. Thì đó là cái lợi hại của cái ổ SSD cột xe mang lại cho các bạn. Bây giờ mình sẽ thử gọi là khởi chạy cái chương trình là Adobe Premiere Pro CC 2017 để xem coi nó sẽ bao lâu. 1 2 3. Đang chạy không ha? Đấy. Ok, nó đã vào rồi, thì nó phải mất 14 giây để mà vào được cái phần mềm này.
Bây giờ mình sẽ thử gọi là mở cái tựa game PUBG để xem coi nó sẽ mất khoảng bao lâu khi mà xài vào cái SSD này. Ok, 1, 2, 3. Đấy. Nhấn vào, mình nhìn sẽ chờ xem coi nó sẽ mất bao lâu đây. À, nó đã vào được mình rồi. Ok, thì em thấy là nó sẽ mất khoảng chừng 33 giây để mà vào được cái game PUBG này. Như vậy mình đã trên nhanh cho bạn xem về cái SSD của một xe tên mã là MB510, dung lượng là 960 GB, thì với giá bán là khoảng hơn 7,8 triệu đồng, cùng với tốc độ mà nó mang lại sau khi mình đã trải nghiệm cho bạn xem á, thì bạn sẽ nghĩ sao và bạn đánh giá như thế nào thì bạn nhớ comment bên dưới video bạn ha. Mình sẽ có một cái bài viết trên tay và đánh giá kỹ hơn để cho bạn xem và để bên dưới cái video này. Ok rồi, chào các bạn.